chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn đến với chương trình Điểm tin 168 giờ của báo Lâm Đồng Điện tử. Thưa quý vị, sáng ngày 24 tháng 1, các đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14, đơn vị tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị thứ 12 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng nhằm tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra giám sát năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành địa phương trong tỉnh. Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2017, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp đã nhận thức được vai trò trách nhiệm đối với công tác tư tưởng, từ đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, tạo sự đoàn kết thống nhất, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đảng viên được nâng lên. Tổ chức bộ máy của các cơ quan Đảng và hệ thống chính trị từng bước được sắp xếp kiện toàn gắn với xây dựng đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và tinh giản biên chế. Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ năm 2020-2025 và công tác cán bộ được triển khai thực hiện nghiêm túc đồng bộ, đảm bảo đúng quy trình, quy định. Phát biểu kết luận hội nghị cùng với việc đánh giá cao những nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng trong năm 2017, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến cũng đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương phải tập trung khắc phục nhanh chóng những tồn tại hạn chế trong năm qua. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, xác định là năm 2018 là năm hành động mạnh mẽ, đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Vì vậy, trước hết, cấp ủy Đảng, các cấp phải hành động, phải đồng bộ trong thực hiện các nghị quyết của Đảng và trách nhiệm của mình, để cả trong công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác kiểm tra giám sát nói riêng, với một khí thế mới, quyết tâm cao và nỗ lực lớn để chúng ta hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 25 tháng 1, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ phong trào năm 2018. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Việt nhấn mạnh yêu cầu nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự trong năm 2018 và những năm tiếp theo còn nhiều thách thức nặng nề, khẩn trương và cấp bách. Cấp ủy Đảng, chính quyền mặt trận Tổ quốc và các ban ngành từ tỉnh đến cơ sở phải xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên đề ra chương trình kế hoạch thực hiện có hiệu quả, gắn với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị địa phương. Đối với các địa bàn trọng điểm phức tạp phải tăng cường cán bộ làm công tác phong trào, quan tâm hơn nữa công tác vận động, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của quần chúng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để lôi kéo tập hợp quần chúng, gây rối an ninh trật tự, đồng thời nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa lực lượng công an với mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, củng cố hoàn thiện các quy chế phối hợp liên tịch. Mặt khác, lực lượng công an toàn tỉnh phải chủ động làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình địa bàn, đối tượng để có biện pháp thích hợp trong phòng chống các loại tội phạm. Sáng ngày 23 tháng 1, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, đồng chí Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã dự và chỉ đạo hội nghị. Với những cố gắng của toàn lực lượng, năm 2017, Công an Lâm Đồng có hàng trăm lượt tập thể cá nhân được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cấp khen thưởng. Trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2017, Công an Lâm Đồng tiếp tục được Chính phủ tặng cờ đơn vị dẫn đầu và đây là năm thứ ba liên tiếp Công an Lâm Đồng giữ vững danh hiệu này. Chiều ngày 23 tháng 1, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành cùng đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng đã có buổi thăm và làm việc với Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Lâm Đồng.
Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt vừa ban hành kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra cải cách hành chính năm 2018 với mục tiêu tối thiểu là 30% tổng số các cơ quan đơn vị trực thuộc. Ủy ban Nhân dân các xã, phường trên địa bàn sẽ được kiểm tra. Các cuộc kiểm tra này sẽ được thực hiện theo hai hình thức kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất với đoàn kiểm tra gồm các đại diện từ Ủy ban Nhân dân thành phố và các phòng ban chức năng. Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 1, huyện Đức Trọng đã tổ chức lễ đón nhận danh hiệu vinh dự nhà nước Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng truy tặng cho mẹ Đỗ Thị Sơn, ngụ tại xã Tân Thành. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước sau khi công bố quyết định, đồng chí Võ Văn Phương, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã trân trọng trao bằng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh Hùng cho thân nhân của mẹ Đỗ Thị Sơn. Đây là danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước để tỏ lòng biết ơn và ghi nhận những công lao to lớn của các mẹ Việt Nam Anh Hùng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Do đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng xuất khẩu, đặc biệt là sản xuất rau hoa công nghệ cao đáp ứng nhu cầu xuất khẩu, nên năm 2017 kim ngạch xuất khẩu của Đà Lạt đạt 73,6 triệu USD, tăng 15% so với kế hoạch và tăng 46,9% so với năm 2016. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của kinh tế tư nhân đạt hơn 7,9 triệu USD, tăng 36,8% so với năm 2016. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt trên 65,7 tỷ đồng, tăng 48,3% so với năm 2016. Một số mặt hàng xuất khẩu đạt giá trị cao gồm hàng rau, quả, hoa các loại và hàng dệt may. Năm 2017, thành phố Đà Lạt đã cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận rau Đà Lạt cho 65 đơn vị cá nhân trên 246 hectare. Nhãn hiệu chứng nhận hoa Đà Lạt cho 166 đơn vị cá nhân trên 68,5 hectare và nhãn hiệu chứng nhận cà phê Cầu Đất Đà Lạt cho 10 đơn vị cá nhân sản xuất và kinh doanh cà phê Africa. Tính lũy kế đến năm 2017 thì có 105 đơn vị cá nhân được cấp nhãn hiệu chứng nhận rau Đà Lạt với diện tích là 816/4 hectare. 399 đơn vị cá nhân được cấp nhãn hiệu chứng nhận hoa Đà Lạt với tổng diện tích là 175,4 hectare và 10 đơn vị được cấp nhãn hiệu chứng nhận cà phê Cầu Đất Đà Lạt. Thưa quý vị, theo ban tổ chức lễ hội Hoa Anh Đào Tuyền Lâm Đà Lạt năm 2018, chương trình giảm giá được các khu nghỉ dưỡng, khu du lịch đưa ra nhằm kích cầu du lịch hoa trong dịp này có mức giảm từ 15% đến 40% áp dụng trong 3 ngày diễn ra lễ hội, đó là ngày 26, 27 và 28 tháng 1 này. Cụ thể là khu nghỉ dưỡng Eden Sea, khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, miễn phí sử dụng sân tennis thi đấu, giảm giá 15% dịch vụ nhà hàng cà phê tại resort, giảm giá 35% giá phòng công bố. Tại khu nghỉ dưỡng Terracotta Đà Lạt, khu du lịch Hồ Tuyền Lâm thực hiện giảm giá 40% tiền phòng theo giá công bố, cũng như giảm giá 20% dịch vụ ăn uống và các dịch vụ khác. Tại Đào Nguyên Quán, khu du lịch Hồ Tuyền Lâm giảm giá 20% dịch vụ ăn uống theo giá công bố. Tại khu du lịch Lá Phong Đà Lạt Maple, số 45 Đàn Thế Thân, phường Ba Đà Lạt, giảm giá vé tham quan là 20% theo giá công bố. Thưa quý vị và các bạn, chương trình điểm lại những tin tức sự kiện nổi bật tuần qua của chúng tôi đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ chúng tôi xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình này kỳ tới.